Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quá là chua cay cực khổ à. Đó, em nhớ rồi. Cái đó là hình như em lại quên là nó đi đâu rồi, nhưng mà là cái đó là cái chặng mà đi chung với lại sáu khách mời nữ Phú Yên đó, đi Phú Yên. Và cái hôm đó là đi quay xong là về bị sốt nè. Còn thêm một cái nữa, đó chính là cái chặng Phú Quốc. Chặng Phú Quốc là đi quay ăn rất là nhiều hải sản, mà không biết là em có ăn trúng cái gì hay không, nhưng mà là về em bị nổi áp xe ở trong lỗ mũi và nó kéo dai dẳng phải một tuần hơn, mà đau kinh khủng. Ấn tượng với khách mời nào nhất? Khách mời nào nhất? Nhiều quá. Bây giờ kể sơ sơ giùm anh được không? Sông Lưng anh Tú nè. Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Cắt hết đi. Chị Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm là mới mùa 2 thôi mà trong cái ký ức của Lâm như là rất là xa xôi dữ vời. Hôm qua thì chị Mỹ Tâm mới live stream thì Lâm có vô, Lâm comment. Thì chị Mỹ Tâm tương tác với Lâm. Chị Mỹ Tâm nói là bữa nào chị Mỹ Tâm sẽ gọi là live stream với Lâm. Tâm và Lâm sẽ live stream với nhau, sẽ một buổi chấn động là chị Tâm có tương tác với Lâm. Em ấn tượng với lại anh Huy Khánh và anh Đức Thịnh nhất. À anh Sông Luân nữa, rất là vui. Cái năng lượng của người ta lúc nào cũng dồi dào á. Chọn một thôi. Chọn một thôi hả? Chọn một thì em xin phép tặng anh con chim. Tặng em con chim. Anh Sông Luân. Anh thấy mình có điểm khác gì nhất so với mùa 1? Không khác gì cả. Vẫn cái năng lượng đó, vẫn có những cái miếng hề hết mình đó. Thì Lâm nghĩ là vẫn là Lê Du Lâm thôi, chứ không có khác gì cả. Điểm mà em thấy khác nhất so với mùa 1 có nghĩa là em thoải mái hơn. Em không có áp lực nhiều trong cái việc ghi hình. Tại vì mùa 1 là em rất là gọi là như thế nào ta? Hello. Kiểu rất là lo, mỗi lần mà đi quay là phải sợ là có nó có, hôm nay có vui hay không, mình phải làm cái gì cho nó hay ho, mình cố tình mình tạo ra những mảng miếng gì đó. Nhưng mà em cảm giác là mùa 2 em rất là thoải mái, em không có còn suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Mình chỉ enjoy cái hành trình này thôi, enjoy cái khoảnh khắc này với lại 6 anh em. Hiếu có thấy mình đã khỏe hơn so với mùa 1 không? Dạ đúng rồi, mùa 2 em quay không biết mệt, trừ những lúc mà bị bệnh thôi. Sức khỏe của mình nó tốt hơn nhiều, giống như là mình tập thể dục nè, hay là mình đã quen với nhịp độ của chương trình rồi. Và đặc biệt là trong chương trình là đôi khi có những cái gọi là mình hay gọi vui là tiếp tế. Những cái lúc mà mình mệt quá là lâu lâu có những cái sản phẩm giống như là lót tô uống sữa vô thì nó cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Đơn cử là nãy mới uống xong. Anh có theo dõi mọi tập phát sóng không ạ? Có những tập thì anh không coi, anh bị sợ và bị áp lực. Như là chặn Hòa Bình anh không có dám coi. Nhưng mà phát sóng khoảng một tháng sau anh coi lại. Thì hồi nãy anh mới gặp cái chị gì, chị Bà Ly là chị trưởng Bình Dựng. Là anh có nắm tay chị, anh nói là chị Ly ơi em cảm ơn chị Ly rất là nhiều. Là bữa em thấy là em làm không có ok lắm, em bị áp lực quá, em không dám coi. Rồi khi mà em bình tĩnh lợi, rồi cũng như là em nguôi ngoan lợi thì em có coi. Thì hả chị và team Dựng đã cứu em rất nhiều, em cảm ơn chị. Thì chị Ly nói là ok, ngày mai ấp đoàn nhậu nha Lâm. Cảm ơn chị Bà Ly. Anh có xem chương trình với chị Quỳnh hay mẹ Phượng không ạ? Khi mà Lâm coi thì Lâm coi với bạn BT tập tạ. Ngày là Lâm sẽ tập tạ 2 tiếng đồng hồ. Thì Lâm sẽ coi và bạn BT câu được vô hỏi là: ê, hôm nay anh vui hay không? Đó, thì bạn nói là vui. Bạn là cũng hơi dễ tính, mà nói là tập nào cũng vui hết. Em là một fan trung thành của Hai Ngày Một Đêm. Bạn của anh thích ai nhất trong Hai Ngày Một Đêm ạ? Không có nói gì cả, không thích ai cả. Nhưng mà mỗi lần Hiếu Thứ Hai xuất hiện thì bạn đều cười. Trái với cái ngoại hình vạm vỡ, cao to và sáu múi của bạn. Và không hiểu tại sao mà mỗi lần Hiếu Thứ Hai xuất hiện là bạn có thái độ bẽn lẽn, e lệ. Vì đàn ông mà bị gặp Hiếu Thứ Hai bị bẽn lẽn quá. Hiếu có theo dõi mọi tập phát sóng không? Em cũng có, nhưng mà là em sẽ coi lướt qua. Tại vì cũng không có nhiều thời gian để em coi. Và đặc biệt là em đã có mặt ở trên cái set quay rồi, nên là mình đã tận hưởng hết cái khoảnh khắc đó rồi. Nên là cũng về cũng rất là ít coi lại. Hiếu có xem chương trình cùng gia đình hay bạn bè không? Coi chung với ba mẹ là nhiều. Dạ. Tại vì ba mẹ em rất là thích coi Hai Ngày Một Đêm. Ba mẹ Hiếu thích ai nhất trong 6 cast? Ba mẹ em là thích... chắc là thích em nhất. Em nghĩ vậy.
Hôm nay là chặng cuối của 2 ngày 1 đêm mùa 2. Khi đi quay, anh Lâm có cảm giác gì? Là nó cũng cảm giác giống mùa 1 thôi. Tại Lâm nghĩ là mọi chương trình là mọi người thương nhiều quá. Bằng chứng là ra tập nào thì tập 1 tập đó. Ví dụ nhiều người cũng nói là cuối rồi. Nhưng Lâm nghĩ với cái tình hình như thế này, với cái sự yêu thương dồi dào và ê hề như thế này, thì chắc chắn sẽ có mùa 3. Lâm nghĩ như vậy, dễ gì. Cho nên cái cảm giác đi làm vui lắm, chứ không có bị gọi là luyến tuyết, không có bị bức rứt, không có bệnh rịnh. Thường thường là Lâm quay mấy chương trình mà tới số cuối cảm giác nó bệnh rịnh rất cao. Còn hôm qua hôm nay làm bình thường, vui vẻ rồi không có bệnh rịnh gì cả. Cảm giác cũng khá là... Không, nhưng mà mình cảm giác nó vẫn chưa có kết thúc. Nhưng mà mình chỉ nghĩ là mới đây mình nhanh ghê. Cũng gọi là hai mùa rồi, biết bao nhiêu tập rồi với mấy anh em này. Và cũng rất là nhiều kỷ niệm. Và hôm nay quay lại đúng cái nơi mà mình bắt đầu á, rất là hay. Mùa 2 này có điều gì anh muốn làm mà chưa làm được không ạ? Đối với chương trình, Lâm đều diễn bằng cả tánh mạng của mình. Thật sự mọi người thấy là Lâm nỗ lực từng phút giây, từng phim hình. Ví dụ nhiều khi cũng mệt quá, nhiều khi cũng bệnh hoạn quá, và nhiều khi tâm lý, nhiều khi cũng không ổn định lắm. Nhưng mà cũng cố gắng thật là nhiều. Cho nên có điều gì nuối tiếc không hả? Không có gì điều nuối tiếc cả. Em cảm giác là em không có gì mà em muốn làm. Tôi là do là Kỳ Minh Tấn lỡ khu nhiệt đới. Dạ. Cho nên vô chỗ băng chịu nổi. Chứ hồi xưa bún dữ lắm. Ủa nhưng mà em cũng khu nhiệt đới mà. Em cũng dùng biển. Nhưng mà em về dùng gần đây rồi. Em mới đẻ ra là em đi liền mà. Không, em đẻ ở dưới. Ủa mà chơi bún ngay cát nóng đi là dở gì dễ gì ông bún bún là anh. Chơi bún ngay cát nóng đi là dở gì dễ gì ông bún bún là anh Tấn. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Em xây gì kỳ vậy? Bây giờ phải nói là dài dòng đầm à? Chứ mà nếu chơi những vùng đất nóng đi thì dễ gì chơi lại anh Tuấn. Đúng. Thì dễ gì chơi lại anh Tuấn. Với lại em thấy cái môi trường ở trong đó nó khắc nghiệt, nhưng mà cũng không khắc nghiệt bằng cái môi trường ở trong 2 ngày 1 đêm. Ở đây là sơ hở là bị cướp thoại. Đúng rồi. Sơ hở là không có cơ hội đi thoại, cho nên em thấy là không khắc nghiệt bằng. Miếng mà không đậm đà là bị vùi dập. Đúng. Nói dù gì cũng là bao nhiêu mét vuông thôi. Ừ. Còn khắc nghiệt cho bằng lòng người ở đây. Đúng. Nó có lạnh nhưng mà không lạnh bằng lòng người ở 2 ngày 1 đêm. Ấy lắm. Ví dụ nhiều khi Hiếu bữa nó cho ngủ gì mà nó trừ lại Vũ Lâm ra. Ước gì mấy anh em chúng tôi được ngủ trong phòng máy lạnh. Ở tất cả đúng không? Ừ. Rồi đi ở nhà đi quay làm chi? Ừ. Sao vậy? Thôi loại anh đi anh xong mà anh em ước cho. Ước tất cả. Thôi đi quay mà ngủ gì thôi, tôi xin phép tôi ở nhà. Tôi xin phép tôi ở nhà. Trừ lại Vũ Lâm. Đâu đó là do mỏ em nghiệp thôi, đúng không lại. Không, cái đó là nguyên kiếp là kia. Đúng rồi. Quá luôn. Là thấy chưa, lạnh quá, lạnh lòng. Khi mà mình chơi thua, mình chơi lại round 2, đó là lợi thế hay là thử thách đối với mình? Cái đó là thử thách nha. Thử thách nha. Tại vì lúc đó là cái tay nó bắt đầu nó tê rồi. Đúng rồi. Bún nó đào lắm, phải đổi ngón tay. Mà đổi ngón tay thì sẽ không chính xác. Không chính xác. Mà sao hồi nãy anh thấy em toàn bún ngón giữa không vậy?
Tại vì em quen rồi. Quen cái tay của em nó vậy. Không mà em cũng búng ngón giữa. Chứ em búng ngón này em búng nãy bị chật ra. Đúng rồi, vừa mới vô em búng ngón này là nó dư lực. Đúng rồi. Với mà lại luôn. Nó bị quẹo phải. Tôi thấy không ai búng mà ngủ cũng vui hết trơn. Búng ba người luôn á. Em búng cái tay mất cảm giác luôn mà. Cái đòn của em ra là tỷ búng bằng gọi là ý chí em, đó. Em thấy tỷ đuối quá nên giả vờ thua. Sao mà buồn ngủ dữ trời. Hồi nãy tỷ cũng giả vờ thua cho thằng Hiếu. Có không? Chơi thiệt. Không. Chơi hết mình. Mình. Chơi hết mình, anh em phải chơi hết mình. Còn bé này cũng vậy luôn. Sao? Vô chơi sơ hở là hắn thua luôn. À, trời ơi. Là mọi người có ý câu giờ không vậy? Câu giờ đó. Anh ăn trắng luôn á. Anh năm con anh còn trên bàn luôn. Là mà, câu giờ mà ăn những đồ dẫn chơi vậy đó. Mắng gì mình nhiệt tình quá. Tôi là tôi giao đãi với em. À. Mà em hắn thua quá. Để thắng game vừa rồi, các anh có chiến thuật không hay ra độ hên xui của mình? Hên xui em ơi. Nó có cả hai ạ. Nó có chiến thuật, nhưng mà thật ra nhìn anh Giang chơi trước để mới hiểu được cái chiến thuật là nên nhử người ta. Đúng rồi. Hơn là bắn. Với lại vô nãy băng đăng có một cái khu vực tâm linh đó. Cái khu vực tâm linh đó mình phải xin rồi này nói thắng nãy em xin vậy là Kiều Minh Tuấn đi qua khu vực đó với thái độ vênh váo thái độ vênh váo vênh váo rồi thôi hãy trả vô vô mà hỏi toilet đâu rồi thôi thôi vậy luôn thôi vậy hèn chi phải trả giá mất chén cơm trưa trời ơi lỗi tại tôi các em nhỏ đều giống như anh nha. Ê bây giờ mình qua chỗ ăn mà đồ ăn ngon cái anh em mình tức chết quý hả? Được. Ăn đói em sáng giờ chưa ăn gì luôn. Nhưng mà hồi nãy em mà tổ chức nói là Michelin Selected. Là sao anh? Michelin á. Michelin dữ dằn á. Michelin là món gì anh? Michelin là món gì anh? Kem. Michelin. Em chưa ăn kem Michelin. Ừ, giỏi cái bánh xe. Hồi xưa là vậy nè, Michelin là cái thương hiệu làm cái vỏ xe như Hankook rồi vậy thôi. Yeah. Thì là tài xế người ta đi đường nhiều. Yeah. Đó thì người ta ăn nhiều thì người ta chỉ cho nhau. Wow. À, chỗ này ngon đó, chỗ này kia ngon đó, đứng ngoài á. Yeah. Ngon đó thì cũng sau đó người ta thành lập một cái hiệp hội. Yeah. Hiệp hội để thẩm định đồ ăn ngon của Michelin. Yeah. Luôn. Yeah. Cho nên có tên là sao Michelin. Này đang nói thiệt hay dựng chuyện anh? Này đang nói thiệt hay dựng chuyện anh? Này đang nói thiệt hay dựng chuyện anh? Nói thiệt. Từ cái lớp xe mình thành vậy luôn hả? Dạ. Ồ. Giống hiệp hội đường xa. Cho nên là bây giờ là mình sẽ qua nhà hàng mà bên tổ chức chương trình nói là Michelin Guide đó. Dạ. Người ta gọi là chỗ ngon người ta chỉ đó. Dạ. Mấy sao là gì đó. Không có sao nhưng mà ta lựa selected thôi. Lựa chọn thôi. Thì lựa chọn thôi. Giống như mấy quán hủ tiếu, mấy quán cơm sườn, cơm tấm rồi đó. Dạ. Mà ăn cái giống món cơm xài bị chữa mình còn cay nữa. Không có đâu. Sao bị dưỡng là không có đâu, anh nghĩ là nó phải là một cái bàn ăn nào đó, thấy không? Đó, thì nói chung là anh em mình thì không ăn, Tuấn thì ăn lá, Tuấn được ăn á. Sao vậy? Ăn năn sám hối. Khó cãi, thì cuộc sống mà, lúc này lúc kia. Nhưng mà Michelin ngon lắm. Hy vọng có thử thách cho anh em mình làm để được miếng cơm, chứ đói quá. Vâng, đói không? Đói, em đói, sáng giờ ăn gì đâu. Nhưng mà ở đây là thành phố Hồ Chí Minh, anh tuồn cơm qua được. Anh tuồn cơm qua được. Tuồn đi anh. Tuồn chứ. Tuồn người khó mà. Ừ, anh tuồn cơm qua được. Ví dụ tối nay tụi em thua anh tuồn chỗ ngủ cho tụi em được. Có luôn. 2 ngày 1 đêm. Về nhà Hiếu. Về nhà Hiếu. Hiếu đi xa vậy. Ôi lỡ mình chơi ở Suối Tiên mà chơi về nhà Hiếu. Không, lỡ mình ra gần nhà Hiếu mình chơi sao? Ờ giờ mà lỡ mà có về Củ Chi thì về nhà em. Thôi để anh ngủ Củ Chi luôn. Qua quận 2 thì qua nhà em đi. Vậy ha. Ngủ phòng con chó. Ngủ phòng con chó. Trời ơi. Đúng là lòng người. Vừa ra băng đăng có thấy lòng nó lạnh ngắt liền. Chứ phòng người thì em vợ em ngủ rồi. Anh em giàu sinh ra tử, nó vô phòng con chó ngủ. Mọi người thấy không? Anh em giàu sinh ra tử bao nhiêu mùa nâng khăn sửa túi cho nó. Mấy lần mà nguy hiểm lao người đâm đầu cho bé luôn. Lúc nó xệ dai, nó gãy cánh, anh đúng. Em đều hạ cứu nó. Rồi ăn uống gì cũng lo cho nó miếng cơm miếng áo. Nó đi khám bệnh, anh em mình cũng đưa nó đi. Rồi những lúc em thèm thuồng tụi tôi cũng phải phụ em. Phụ ha. Rồi bây giờ nó làm mấy anh em về nhà em ngủ ở phòng con chó.
Chúng tôi đã đi quá xa chủ đề rồi. Hy vọng là bây giờ sẽ được đi cùng mấy anh em tới chỗ ăn tiếp theo. Bye bye mọi người, chúng tôi ngủ xíu đây. Bye bye. Và bây giờ là tập 2, tiếp tục thôi. Ăn luôn càng trời. Quá mệt. Thực ra ở thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển nó cũng gần đúng không? Dạ. Đâu có xa gì phải, tại vì do đường xá nó đông đúc nên mình thấy di chuyển nó lâu chứ nó gần lắm, cách đâu có 4-5 cây số à. Giống như là buổi sáng mà mình đi ra tới công ty đó, đi vèo luôn. Vèo luôn. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị đi về đường Bản Hai đúng không? Dạ. Bây giờ đường Bản Hai trước mặt rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Đó. Mình không biết là ăn nhà hàng nào chắc cùng nhất đó nha. Không giấu gì mọi người nữa. Nếu 3 tháng 2 thì đây nhìn ngay nhà hàng của em luôn. Trời ơi. The Bunny. What? Ủa, ngay The Bunny 2. Thành nhà hàng. The Bunny đang bán cơm nhưng mà có bán hủ tiếu ở trong. Đầy đủ hết. Ủa, có luôn hả? Có bánh mì luôn. Bánh mì offline đầy đủ hết. Cơm tấm, xài mì chữa có đủ hết. Mà mỗi lần em qua kêu... Hết rồi. Kêu hết rồi. Ủa, em qua là thằng chip anh nó đi du lịch. Trời ơi, sao mấy em cho bằng tôi? Hả? Tôi qua cái có một cái cầu, tôi qua cái điểm Phạm Quỳnh Thạch đó. Tôi đi họp ở bên đó. Họp với Đông Tây Promotion nè. Cái mấy anh em hẹn qua bên Quy để ủng hộ Quy. Xong cái tôi vô là một cái bạn quản lý vậy. Anh Giang, trời ơi, em chuẩn bị phong vậy đó. Cho anh Diễu đi. Đó thì để em lấy cái món ngon nhất. Trời ơi, ok lắm. Cái tôi kèm món ra tôi uống. Cái tôi thấy không ngon. Cái tôi nhắn tin Quy ơi, cái món này không ngon. Quy nói trời, cái món đó con cái keo dẹp rồi mà tại sao bán cho mẹ. Đó là còn dư á. Nguyên liệu còn dư. An toàn. Nước dở rồi ha. Sáng nay lần sau tôi quay lại, cái nó nói quán dẹp bóng đó rồi. Tôi chính là con chuột bạch cuối cùng. Trời ơi là trời. Không, anh thằng bé đó nó xin nghỉ ngày đó. Ngày cuối cùng đi làm. Thì ra là vậy. Quá trời quá đất. Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.